Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Trong cái tình huống là người chồng của họ đã có nhiều năm ngoại tình và rất là nhiều lần người phụ nữ này đã tha thứ, đã bỏ qua cũng như là làm mọi cách để chỉnh sửa. Có thể là cái cách của cô chỉnh sửa không phù hợp với những người thuộc cái lĩnh vực là hiểu biết cũng như là những cái người mà hiểu được tâm lý của đàn ông á, thì họ sẽ không chọn cái cách chỉnh sửa của cô ấy. Nhưng mà phải nói rằng người phụ nữ này có một cái tấm lòng yêu thương chồng một cách chân thật. Thật ra là người đàn ông là chồng của các bạn, khi sống với các bạn, họ biết các bạn có yêu thương người ta một cách thật lòng hay không. Nên bạn không cần phải lo, không cần phải nghĩ rằng chồng của em không cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh ta. Anh ta biết hết á, nhưng mà vấn đề chính yếu là anh ta ngang tàng trong cái sai của anh ta. Anh ta muốn làm sai, nhưng anh ta không muốn sửa sai. Anh ta muốn bạn phải là người phục tùng cái sai của anh ta. Và có những người đàn ông nói với vợ của anh ta rằng bây giờ anh ta hết tình cảm với vợ, sống chỉ vì con thôi. Thì tôi hy vọng rằng cái video này của tôi gửi đến những người đàn ông, và nếu bạn là một người đàn ông mà đang nghe video này của tôi thì tôi sẽ làm cho bạn hiểu rõ hơn về cái lý tưởng sống vì con bạn nhé. Có nhiều người đàn ông khi hết tình cảm với vợ, không đủ dũng khí để bỏ vợ, cũng như là chán vợ đang có tình nhân bên ngoài, hoặc là có tình nhân bên ngoài mà trở nên chán vợ và không còn màng tha thiết gì đến vấn đề gia đình của mình, cũng như là nghĩ đến cái tổ ấm của mình nữa. Thì họ là những người đàn ông á, thường hay lấy lý do là vì con tôi mới sống với vợ như vậy. Và đây cũng là một cái câu mà rất nhiều người đàn ông khi tìm đến với một người phụ nữ là người thứ ba, họ vẫn thường nói như vậy để xây dựng tình cảm với một người thứ ba nào đó. Có 6 cái luận điểm mà tôi muốn người đàn ông hiểu rõ ở đây là: khi mà bạn nghĩ rằng bạn sống vì con, vậy cái câu hỏi đầu tiên đặt ra cho bạn là con bạn có hãnh diện vì có được một người cha như bạn hay không? Đó, cái vấn đề này là bạn phải đặt ra câu hỏi cho chính bản thân bạn. Con bạn nó có cảm thấy thực sự hài lòng khi nó được làm con của bạn hay không? Bạn đã làm gì để cho nó hãnh diện về bạn? Khi mà muốn nói về một người cha, nó có chọn bạn làm cái người mà nó muốn tả về một người cha trong mơ ước của nó hay không? Cái câu hỏi thứ hai mà làm cho bạn phải suy nghĩ đó chính là: bạn đã làm gì cho con của mình ngoài cái chuyện lao đi kiếm tiền và có cái mong muốn là để thật nhiều tiền cho con? Vậy thì bạn giỏi kiếm tiền, nhưng mà bạn có giỏi dạy con của bạn kiếm tiền giống như bạn hay không? Hay là bạn đang đào tạo những đứa con phá tiền của bạn? Vì khi mà làm rất nhiều tiền thì có những người, tôi nói có những người nhé, chứ không phải tất cả mọi người nhé. Có những người tạo ra đồng tiền rất nhiều từ cái sự bất chính của bản thân. Vậy thì cái nghiệp dẫn của cái việc mà bạn mất tiền đi là sao? Là con của bạn thay bạn phá của. Rồi con của bạn sẽ trở thành những đứa trẻ bất tài. Con của bạn sẽ hư và vào tù ra tội hoặc là nghiện hút. Vậy thì bạn giỏi như thế, tại sao bạn lại không đào tạo cho con bạn trở thành một đứa con giỏi mà lại thay nó đi kiếm tiền bằng cái sức lực của bản thân? Thời gian bạn không tập trung vào việc dạy nó để trở thành một cái người giỏi giống như bạn, mà bạn chỉ tập trung vào cái việc mà bạn kiếm tiền thật nhiều để xây nhiều biệt thự villa, để mà sau này cho con của bạn một căn nhà, hai căn nhà. Con của bạn nhìn thấy cái nền tảng đó, ỷ lại và trở thành một đứa con hư từ cái suy nghĩ bạn muốn sống vì con. Vì con hay là hại con, chính bạn phải biết rõ về điều này. Đó. Cái câu hỏi thứ ba mà muốn dành cho bạn đây: bạn nói bạn vì con, nhưng bạn có thời gian để chơi với con không? Bạn có toàn tâm toàn ý để mà nói chuyện với con và hiểu xem con mong muốn điều gì ở nơi bạn không? Bạn không có nhiều thời gian để quan tâm đến nó, bạn không có nhiều thời gian để lắng nghe nó, bạn không có thời gian làm bạn với nó. Bạn chỉ là một ông tướng, một ông vua, một ông chủ trong nhà, ra lệnh cho nó phải làm cái này, cái nọ, cái kia. Bạn đưa về một đống tiền và bạn để cho gia đình của bạn chỉ có vợ với mấy đứa con chơi với nhau. Còn bạn thì đi thâu đêm suốt sáng, hoặc là bạn đi ngày này qua ngày khác, và bạn lao vào những cuộc vui, rồi tăng động trong những cái lờ, tự kỷ trong những cái lờ, đắm say trong những cái lờ, rồi biết bao nhiêu người đàn bà ở bên cạnh bạn. Và chưa nói trong những cái cuộc vui đó, bạn tạo ra biết bao nhiêu những đứa con oan nghiệt. Thậm chí còn bạn còn kêu người ta đi phá thai. Cái nghiệp lực phá thai là một cái nghiệp lực giết người đó. Bạn gián tiếp giết người hoặc giúp cho người khác phá thai, thì có phải là bạn đang làm những cái điều rất xấu không? Bạn gieo trồng những cây xấu như thế mà đòi là con mình phải ngọt tươi như dưa hấu, đó là cái điều rất là khó xảy ra. Một câu hỏi nữa dành cho bạn đó chính là:
Bạn nói bạn vì con, vậy thì bạn có làm điều gì cho con nó cảm thấy xấu hổ khi không dám nhận bạn là cha của nó không? Con của bạn nó có dám tự hào, nó khẳng định là tôi rất tự hào cái ông đó là ba của tôi không? Nếu mà con bạn dám làm điều đó thì chứng tỏ bạn là một người cha tốt đẹp. Một người đàn ông mà thành công á, thì là người đàn ông được vợ mình nói tốt về bản thân và được con mình tự hào là đã được làm con của người đàn ông đó. Vậy bạn có chắc chắn là bạn là người thành công cho con mình xứng đáng nhận bạn làm cha hay không? Hay là có những đứa con nó nói thẳng luôn là nó không cần cha, mẹ bỏ ba đi, mẹ sống như vậy rất khổ, con không cần cha. Thậm chí có những đứa bé nó chối bỏ người cha đó, nó sống mà nó ghét cha luôn. Vậy thì bạn sống vì con ở cái điểm nào? Tại sao bạn hết lòng vì con mà con bạn nó lại ghét bạn đến như thế? Nó không cần cái những cái điều mà bạn cho nó. Bạn tạo dựng ra ngôi nhà, tạo dựng ra những cái căn chung cư để cho nó, nó từ chối thẳng, nó nói nó không cần nhận, hay đem từ thiện đi. Cái điều mà nó cần là cần tình thương của người cha, nó cần cái sự uy nghiêm của một người đàn ông là chồng, là cha. Nó cần cái sự yêu thương của một người cha, chứ không phải là cần những cái đồng tiền mà nó mong muốn là như thế. Vậy thì bạn có thực sự hiểu được cái điều mà nó cần hay không? Đó. Nó có hạnh phúc khi mà nó được sống trong cái tình yêu thương của bạn? Nó có hạnh phúc vì nó tiêu những đồng tiền của bạn không? Hay nó nghĩ rằng cha mẹ nó phải có trách nhiệm cung phụng cho nó để nó đi phá của? Vậy thì có phải bạn vì con không? Bạn đang hại con đó chứ vì con hồi nào? Còn một cái vấn đề cuối cùng, bạn nói bạn sống vì con thì bạn phải hiểu thật là rõ và đúng về cái vấn đề này. Bạn sống vì con hay sống vì bản thân mình? Khi mà bạn ngoại tình này, bạn làm khổ mẹ của nó này, rồi bạn đối xử không tốt với mẹ của nó này, thì làm cho đứa con nó thương mẹ nhiều hơn. Nó còn rất nhỏ, nó nhìn thấy mẹ nó sống khổ thì nó thương mẹ nó nhiều hơn. Vậy thì nó nhìn thấy bạn đang lao theo đồng tiền, đang sống ngã mạn trong cái tôi to lớn, rồi sống sợ người này nói thế này, sợ người này nói thế kia. Bạn sống trên đầu lưỡi của thiên hạ, chứ bạn đâu có xem cái mong muốn của đứa con hoặc là mong muốn của người vợ là cái điểm đến, hoặc là mong muốn của vợ con sẽ là cái hạnh phúc của mình đâu. Vậy thì chính ra là bạn không có sống vì ai hết, bạn chỉ sống cho chính bản thân bạn mà thôi. Bạn nhé.